Theo các bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần đó là ràng buộc not null. Thì ở trong này người ta giải thích đó là cái thằng SQL not null constraint, tức là cái ràng buộc not null ở trong SQL thì được sử dụng để đảm bảo rằng một cái cột không chấp nhận cái giá trị null. Tức là gì? Khi mà chúng ta cho một cái cột là not null thì cái cột đấy phải đảm bảo luôn luôn có dữ liệu, tức là nó không được để trống. Đấy. Cho nên là khi mà chúng ta cập nhật dữ liệu hoặc là chúng ta tạo thêm dữ liệu đấy thì cái cột mà là để not null thì sẽ không bao giờ được để trống. Đấy, cho nên là nếu chúng ta không có để dữ liệu vào những cái cột đấy thì chúng ta sẽ không thực hiện được cái những cái thao tác khác. Và theo mặc định ấy, khi mà chúng ta tạo ra các cột thì cái cột đấy mặc định mà không có ràng buộc gì thì nó sẽ chấp nhận cái giá trị null. Đây, chúng ta sẽ xem ở trong cái này. Đấy, trong cái bảng này. Các bạn sẽ thấy rằng nếu như cái cột not null này này ở trong cái MySQL Workbench ấy, cái cột not null này này mà được tích thì tức là nó đảm bảo là không có tức là nó không chấp nhận giá trị null, nhưng mà not null mà không được tích thì tức là tất cả những cái cột này nó đều cho phép cái giá trị null. Đấy, tức là giá trị null là cái giá trị rỗng đấy, không không có cái giá trị gì cả. Thì ở trong cái bảng nó coi như là giá trị null. Và bây giờ thì đến với cái thằng SQL Server. Đấy, thì ở cái chỗ này, cái chỗ nào mà allow null thì nó sẽ đánh cái dấu tích này này. Đấy, cái chỗ nào mà đánh dấu tích này thì là cái chỗ mà không chấp à nhầm, cái chỗ nào đánh dấu tích là cái chỗ mà chấp nhận giá trị null. Đấy. Cái chỗ S đi. Được rồi. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta mà thiết lập cái not null thì cái cột allow null này này sẽ bỏ tích hết. Đấy. Ở trong cái MySQL Workbench này, nếu như chúng ta thiết lập cái ràng buộc là not null thì ở cái cột nào thì cái cột đó sẽ nó sẽ tích vào cái chỗ NN này này. Đấy. Và cái này thì mình sẽ không tích ở đây, mà cái này là làm thủ công bằng tay và chúng ta cần thực hiện đó là gì? Chúng ta thực hiện qua cái câu lệnh truy vấn. Đấy. Sức mạnh của cái câu lệnh truy vấn là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái trang này một chút, sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện này. Đây. Đây là một cái ví dụ. Người ta tạo ra một cái bảng person với cái thông tin ID, last name, first name và tuổi. Trong đó thì cái thằng ID này này là not null này, last name và first name cũng là not null. Đấy thì các bạn thấy rằng cái thằng not null này này là cái ràng buộc, mà ràng buộc luôn luôn là cái thành phần thứ ba ở ở trong một cái khai báo, một cái cột. Đấy, thành phần đầu tiên thì ở trong khai báo chính là tên cột, thành phần thứ hai đấy là kiểu dữ liệu của cái cột đấy, và cái thành phần thứ ba chính là cái ràng buộc. Cái này cũng vậy, thành phần thứ nhất, thành phần thứ hai và thành phần thứ ba. Đấy, và cái cuối cùng là cái tuổi này này thì nó không ràng buộc, cho nên là nó có thể chấp nhận cái giá trị null. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử nha. Đấy, thử tạo cái table tên là person này đi. Để xem là sau khi tạo thì nó có giống như là những cái chúng ta vừa nói hay không. Đầu tiên vào chỗ này, chúng ta cũng đây. Cú pháp là create table. Table ấy, ở trong cái tutorial chấm đấy. Table này là person, person. Được rồi. Có những cái gì thì gõ vào đây, chấm phẩy. Đầu tiên là có ID. ID thì cho chữ hoa đi, ID kiểu int, ràng buộc là not null. Được rồi. Cột thứ hai tên là first name, FIRST. First name kiểu là va cha, cái này thiếu chữ a. Ok, va cha này viết chữ thường cũng được, rồi cho nó nhanh. Va cha này giả sử là chúng ta tùy ý nhá, các bạn cứ cho tùy ý, mình cho 100 đi. Rồi cái này cũng là not null. Tiếp theo chúng ta có last name cũng là va cha, cho 100 đi cho nó sướng. Rồi, ràng buộc là not null. Tiếp cuối cùng là tuổi age kiểu int, không có ràng buộc.
Và bây giờ thì đến đây là xong rồi, chúng ta kích vào đây. Succeed. Và bây giờ chúng ta sẽ refresh lại cái chỗ này. Đấy thì chúng ta có thêm cái person. Và bây giờ kích vào cái hình clay này. Đấy thì chúng ta thấy rằng ở cái cột NN này này, viết tắt của not null, thì ở cái câu lệnh truy vấn của chúng ta thì khi mà tạo thì cột ID, first name, last name thì có cái ràng buộc là not null, thì nó sẽ tích vào cho chúng ta. Còn riêng cái cột age thì nó không có cái ràng buộc, cho nên là nó sẽ để null. Đây. Đấy. Ở đây thì có đây mấy mấy cái thằng trên này được tích này. Đấy, còn riêng cái thằng tuổi thì không được tích, tức là chúng ta không có thiết lập ràng buộc. Đấy. Đấy là cái trường hợp mà chúng ta thực hiện ở trong cái create table. Còn nếu như trong cái trường hợp mà chúng ta có cái bảng rồi, đấy, giả sử như cái bảng student của chúng ta này, chúng ta muốn là thay đổi lại cái bảng để cho nó có cái ràng buộc not null, đấy, thì chúng ta làm như thế nào? Giả sử chúng ta sẽ cái này thì mình sẽ copy lại tí nó ném sang cái chỗ SQL Server để minh họa cho các bạn. Cái này chúng ta sẽ làm như sau, cũng sử dụng cái author table. Tên của cái database đó là tutorial chấm tên của cái bảng student đó, chúng ta cũng sử dụng cái cú pháp đó là change. Đấy, cái này có thể sử dụng được nhá, cái hoặc là cái modify cũng sử dụng được. Sử dụng cái này trước đi. Cái này thì cái đổi cái ID đấy, thì cái ID ở trong cái cột student đây rồi, ID nó viết hoa, mình sẽ đổi thành ID này cũng là int này, mình sẽ ràng buộc cho nó là not null. Đấy, như thế này. Cái này lúc trước là gì? À đây, ID thành ID int not null. Được rồi, thử coi nào. Được rồi, đấy, thì bây giờ nó đã bảo là ok rồi ấy, thì chúng ta sẽ kích thử vào đây. Lưu ý cái bảng student trước này, đây là lúc trước này, các bạn nhìn thấy cái này, cái ONN này chưa được tích này. Và sau khi mình thực hiện cái câu truy vấn này thì mình kích vào cái bảng đấy, thì các bạn thấy này, cái cột ID nó đã được tích vào cái NN đó, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ thử với cái cú pháp đó là modify. Đấy, modify. Modify cái thằng nào? Cái thằng giả sử name, và đấy, giả sử name với lại DOB đi. Đấy, name. Name là cái kiểu nó là kiểu varchar. Varchar này là chắc là 50 hay sao đấy. Not null. Được rồi, sau đó thì mình sẽ thử tiếp với cái thằng đó là DOB. Đấy, thì nó là kiểu date, cũng là ràng buộc not null. Rồi, cái thằng này thì cho cái thằng modify vào đây. Modify. Đấy, kích vào cái biểu tượng này. Succeed rồi. Bây giờ chúng ta sẽ refresh. Chúng ta kéo cái này lên một chút và kích vào cái biểu tượng hình clay. Đấy, thì các bạn sẽ thấy ở đây được thêm cái đó là name và DOB đã có cái ràng buộc là not null. Như vậy, khi mà chúng ta thêm dữ liệu vào cái bảng này thì đối với cái cột nào mà not null này này, đấy, các bạn lưu ý ở đây, cái cột nào mà not null ở đây nhá, thì khi mà chèn dữ liệu vào bảng hay là cập nhật bảng ấy, thì chúng ta sẽ phải luôn luôn phải để những cái cột not null này là luôn phải có dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì chúng ta sẽ không thực hiện được cái thao tác gì hết. Đấy thì nó cứ sẽ ở đấy. Rồi bây giờ đến với cái minh họa ở bên cái thằng SQL Server. Đấy, đây là trước lúc chúng ta thay đổi này, tất cả cái chỗ này là tích vào allow null, tức là chưa có cái thằng nào được coi là not null cả. Đấy, chưa có ràng buộc. Thì chúng ta giả sử là chúng ta tạo thêm một cái bảng mới đi, thì cũng y hệt như thế này thôi, chúng ta không cần tên của database nữa. Kích vào đây. Thì command succeed ra sẽ refresh lại cái table. Đây. Thì chúng ta có thêm cái thằng person và chúng ta sẽ click vào design. Thì chúng ta sẽ thấy rằng ở chỗ này ấy,
cái thằng nào mà chỗ này là nó null thì ở trong cái chỗ allow null này đã được bỏ tích đi rồi đấy, tức là không cho phép null và chỉ có cái thằng cuối cùng này thôi đấy. Thì bây giờ đến với cái phần mà cái câu truy vấn để cho cái bảng person nhập student này này nó có cái chức năng như thế, thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta gõ y hệt như bên kia, cũng là author, tức là sau khi có cái bảng rồi mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi bằng cái câu lệnh truy vấn author table tên của cái bảng student. Sau đó là cái này là author column, tên của cái cột, giả sử cột đầu tiên là cột ID int not null, phải cột name va cha 50 Outer column ID not null. Tại sao chỗ này lại có cái, từ từ để đây thực hiện một cái này đã. Đây, thế này thì thành công rồi này. Tại sao những cái khác lại, được rồi, thế này đi, thay đổi từng cái một vậy. Thay đổi từng cái một đã chưa? Thì chúng ta quay lại cái thằng này tắt ra đi. Chúng ta sẽ quay trở lại cái thằng student này, chuột phải và chọn refresh. Chúng ta mới design nó. Đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cột ID này, đấy, nó đã allow null bị bỏ tích đi rồi, tức là cái thằng này bây giờ trở thành not null rồi. Đấy, nó đã có ràng buộc rồi. Và bây giờ thì chúng ta thay đổi một cái cột nữa đi và thay đổi từng cái một cho nó dễ nhìn. Cái thằng giả sử ở đây là cái date of birth này này, chúng ta cũng viết câu truy vấn để tạo cái ràng buộc not null cho nó. Thì cái thằng này chính là cái DOB và kiểu nó là kiểu date. Date thì viết thường hay viết hoa cũng như nhau. Được rồi, bây giờ execute. Được rồi. Đấy, như vậy là cái câu lệnh thay đổi của chúng ta đã thành công rồi. Ở trong cái clip này thì mình đã giới thiệu cho các bạn cái ràng buộc not null đấy, kể cả ở trong cái tạo bảng và thay đổi cái cột ở trong cái bảng thành not null. Ở đây thì mình mới chỉ giới thiệu với các bạn cái đơn giản đó là thay đổi một cột thôi. Còn ở cái phần mở rộng hơn thay đổi trên nhiều cột thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên Google, hoặc là nếu cần thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở những cái chỗ cần thiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.